đây tương lưỡi thì quên không. Rồi, rồi ăn 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 đây, review đi, review đi. Rồi ok. Ăn trước đi, tao tôi rồi ăn review. Này ăn nóng nó ngon lẹ đi, review. Đây. Miếng 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 nước tương. Tương 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 này. Dạ. Cũng được. À khỏi khỏi sạch đấy. Sạch từ đó luôn. Đấy sạch miếng nước tương rồi. Sạch từ đó đi. Sạch qua bên ông xài nước tương không? À sạch sạch miếng đi. Ít thôi đừng nhiều quá nó mặn. Thôi à. Rồi rồi rồi. Sạch lên à. Rồi giúp cho bạn cho cảm nhận nha. Ok ok. Cảm nhận. Thôi không ngon không ngon. Sao sao hợp lý không? Ngon ngon. Ngon mà. Ngon à. Cho miếng. Ừ không miếng nước sắt nè. À em nước sắt đây. Đẳng cấp đúng không? Chất lượng Việt đúng không? Ngon rồi. Ngon mà. Rồi tôi bạn ơi, má đi bạn ăn cái tiền bỏ đâu bạn ơi. Dễ. Dễ mà ngon quá. Nào ơi. Rồi ok bạn. Đây, các bạn tiếp à. Thử đây. Trời ơi. Đúng như hình đâu, có sai không? Dạ đúng. Cái hình đó. Nó không có sai đúng không? Rồi, sao bạn? Cảm thấy thế nào? Làm cái chất. Rất rất là. Đã. Rồi qua. Ngon. Ừ. Ba tê đồ. Nè, coi ba miếng ba tê nè. Rồi. Ba tê. Phải không? Ừ. Ngon. Ba tê này ba tê chan heo đó. Chan heo, chan heo. Ừ. Ở đó là cô ở luôn hả? Đây. Cái gì là cái này là trời ơi nó hỏi tôi vui vậy trời. Để mua luôn à. Ờ tôi mua hả? Nó cặp nhà mua. Ờ bên phải cùng tự cùng mua bạn mua luôn. Trời ơi má ơi tôi nghèo lắm. Ở con quán này không có địa chỉ á con, để con giới thiệu lên mạng nè. Ờ đây để con giới thiệu được mấy món ở đây 371. Cái đường này là cái đường gì con? Đường này đường gì? Bến Bình Đông à. Bến Đông. À. Ok. Em phường 15 chứ. 15 đúng không? 15. Rồi mọi người nhớ qua ủng hộ con nha.